lại ca về những người cao tuổi cống hiến trọn đời cho đất nước quê hương, tỏa sáng tấm gương tuổi cao chỉ khi kiên cường, xây non nước nhà là sự nghiệp vinh quang. Ta hát bài ca người cao tuổi Việt Nam, truyền thống anh hùng gìn giữ gian san, người sáng tấm gương trong gian khó can trường, với ý chí diên hồng người cao tuổi Việt Nam. Tuổi cao ý chí càng cao, tuổi cao gương sáng càng cao, chung sức chung lòng xây non sông yêu dấu, gương sáng quên mình người cao tuổi tiên phong. Tuổi cao Việt Nam và quốc ca hào hùng người cao tuổi Việt Nam. Thưa quý vị đại biểu, lời đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức hội người cao tuổi thôn 7 xin gửi tới quý vị đại biểu về dự hội nghị hôm nay một lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, chúc hội nghị của chúng ta thành công rực rỡ. Kính thưa hội nghị, để mở đầu chương trình cho buổi lễ kỷ niệm 34 năm Ngày Quốc tế Hội người cao tuổi, mùng 1 tháng 10 năm 1991, mùng 1 tháng 10 năm 2024, là những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn của các hội viên người cao tuổi thôn 7 trình bày. Sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Nơi ấy mẹ mong do Thu Hiền trình bày. Canh buồn hồng mẹ nấu tuyệt ngon.
đình lại tấn cá về. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, hôm nay Hội Người Cao Tuổi Thôn 7 long trọng tổ chức kỷ niệm 34 năm Ngày Quốc tế Hội Người Cao Tuổi và Tháng Hành động vì Người Cao Tuổi. Chúng tôi, Hội Người Cao Tuổi, xin biểu diễn bài thể dục 56 động tác trên nền nhạc Việt Nam quê hương tôi. Xin phép được bắt đầu. Xin hội nghị cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ động viên chúng tôi ạ. Xin trân trọng cảm ơn.
Xin kính chúc các quý khách cùng các vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc
chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Cú Lưu. Để tiếp theo chương trình văn nghệ, ban tổ chức xin trân trọng kính mời toàn thể hội nghị chúng ta hãy hướng mắt lên sân khấu để thưởng thức một tiết mục văn nghệ đơn ca nữ do Kim Xuân trình bày. Xin trân trọng kính mời chị. Thank you.
trang
nhớ bác muôn vàn, bác đi để lại muôn ngàn giấc mơ. Tháng 10 giải phóng thủ đô, nhân dân lại nhớ bác Hồ Chí Minh. Cha già của dân tộc mình, trường tồn người bác anh linh suốt đời. Dạ vâng ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn cụ Giáp ạ. Vâng, kính thưa toàn thể hội nghị, chương trình văn nghệ được khép lại tại đây. Chúng ta chuyển sang phần lễ, xin mời quý vị ổn định tổ chức, chúng tôi xin phép được làm việc. Xin mời toàn thể hội nghị đứng dậy làm lễ chào cờ. Nghiêm nhìn cờ chào. Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Văn Kính, thôn trưởng hãy lên để
tặng hoa và quà cho hội nghị của chúng ta. Xin mời các ông bà, chi hội trưởng, chi hội phó của hội người cao tuổi hãy lên cùng sân khấu để nhận hoa và quà của thôn ạ. Ông Trần Viết Minh, chi hội trưởng hội người cao tuổi của thôn lên đọc diễn văn kỷ niệm 34 năm ngày quốc tế hội người cao tuổi và tháng hành động vì hội người cao tuổi Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị đại biểu khách quý. Hôm nay là chi hội người cao tuổi tổ chức kỷ niệm 34 năm ngày thành lập hội người cao tuổi Việt Nam. Tôi thay mặt cho ban chấp hành chi hội người cao tuổi thứ 7 có vài lời phát biểu với hội nghị. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà trong hội người cao tuổi thứ 7, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội nghị. Nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày thành lập hội người cao tuổi Việt Nam, ngày 1 tháng 10 năm 1991 và ngày 1 tháng 10 năm 2004. Sáng nay tại nhà văn hóa thôn 7, hội người cao tuổi thôn 7 phối hợp với chi bộ Mặt trận Tổ quốc thôn 7 tổ chức kỷ niệm ngày hội người cao tuổi Việt Nam cách đây 34 năm. Ngày 4 tháng 12 năm 1990, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã chọn ngày 1 tháng 10 là tháng hành động ngày quốc tế người cao tuổi và hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Việc làm có ý nghĩa xã hội nhằm nhân văn sâu sắc, nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng hiếu thảo của con cháu với ông bà bố mẹ, tinh thần kính lão trọng thọ, đồng thời thu hút sự quan tâm của các tổ chức cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy người cao tuổi. Hôm nay tại nhà văn hóa thôn 7, long trọng tổ chức phát động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Thay mặt ban chấp hành của người cao tuổi của thôn 7, xin đồng nhiệt chào mừng, trân trọng cảm ơn, kính chúc các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý cùng toàn thể hội nghị người cao tuổi thôn 7 về dự lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi và kỷ niệm 34 năm thành lập hội người cao tuổi Việt Nam. Xin chân cảm ơn các cụ và kính chúc các cụ, công các bà và các vị khách quý có sức khỏe dồi và chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin mời các ông bà có tên lên sân khấu để nhận những phần quà của xã trao tặng. Bà Mai Thị Nhân, bà Nguyễn Thị Thân và ông Kim Văn Đáp. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các ông bà lên sân khấu đi ạ. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Hồ Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân Hóc Môn lên trao quà cho các cụ đi ạ. Vâng ạ, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ạ. Xin mời các ông bà về vị trí của mình ạ. Vâng, tiếp theo chương trình là phần trao quà cho 12 cụ tuổi 90, là những phần quà được trích từ quỹ hội người cao tuổi của thôn. Ban tổ chức xin đọc danh sách các cụ và gia đình hãy đưa các cụ lên một sân khấu để nhận quà. 1. Cụ Kim Thị Viễn. 2. Cụ Thế Thị Nhung. 3. Cụ Đình Thị Vinh. 4. Cụ Hoàng Thị Vượng. 5. Cụ Nguyễn Bá Giáp. 6. Cụ Đăng Thị Cát. 7. Cụ Phạm Thị Chua. 8. Cụ Đình Thị Hoàn. 9. Cụ Nguyễn Bá Tân. 10. Cụ Trọng Thị Gái. 11. Cụ Kim Thị Soảng. Và 12. là cụ Nguyễn Thị Thân. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các cụ lên sân khấu đi ạ. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời
đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Kính, thôn trưởng lên trao quà cho các cụ ạ. Vâng. Các đồng chí và xin mời các cụ về vị trí của mình ạ. Vâng, kính thưa toàn thể hội nghị, sau đây là ban tổ chức sẽ chuyển sang phần ý kiến phát biểu của hội viên hội người cao tuổi. Vâng, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các hội viên của hội người cao tuổi hãy tham gia ý kiến phát biểu về ngày kỷ niệm của hội người cao tuổi hôm nay ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời các hội viên hội người cao tuổi ạ. Ban tổ chức đã nhận được ý kiến phát biểu của bà Nguyễn Thị Trục, bà Nguyễn Thị Trục Quế ạ, và lên phát biểu ý kiến với hội nghị hôm nay ạ. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ạ. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, hôm nay thật không khí thật tưng bừng và phấn khởi. Tôi cũng là một thành viên của hội cao tuổi, hôm nay về dự ngày quốc tế của hội cao tuổi thì kỷ niệm 34 năm ngày của quốc tế của hội cao tuổi. Tôi thấy là qua từ sáng mà đã hội đã có những cái chương trình, thứ nhất là sống vui sống khỏe của đội văn nghệ, toàn những chị em ở trong hội cao tuổi, từ cũng có chị em từ 60 gần 70 mà có những tiết mục rất là nhuần nhuyễn. Thế rồi mọi ý kiến phát biểu như của đồng chí nguyên chủ tịch hội cao tuổi đồng chí Lưu thì tôi thấy rất là thấm thía. Trong hội người cao tuổi là một cây cao bóng cả, là những tấm gương sáng trong gia đình và xã hội. Thứ nhất, tôi muốn nói lên cái hội cao tuổi thì trước kia thì cũng là những tổ chức của chính trị xã hội, từ nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh. Nhưng khi đến tuổi hội sinh hoạt của hội viên hội cao tuổi thì được lĩnh một cái trách nhiệm là tấm gương sáng, gọi là người cao tuổi mẫu mực chan hòa trong không khí gia đình. Thì bản thân tôi có thấy suy nghĩ rằng nếu như các cụ cao tuổi của trong 10 thôn, trong đó có thôn 7 chúng ta, các cụ sống trong gia đình là một thành viên, ông bà cha mẹ là những tấm gương sáng cây cao bóng cả, là những người tốt trong gia đình để giáo dục cho thế hệ con cháu. Tất cả mọi cái đó tôi thấy ngoài xã hội, những công việc gì hoặc là những phần có những cái việc cần đến những sự đóng góp, sự giáo dục, trong đó phải có tiếng nói của các cụ cao tuổi mới thành công được. Tôi nói ví dụ như là một vừa rồi thôn 7 chúng tôi đấy là một ngôi điểm tâm linh, khi bắt đầu để đưa ra thì nói chung rất là khó khăn, nhưng sau đó đã được sự nói và giáo dục trong góc độ từng gia đình. Thì tôi thấy đầu tiên là có khó khăn nhưng xong rất xong xuôi, rất là thuận lợi. Đó chứng tỏ rằng tiếng nói của những tấm gương sáng của các cụ ông cụ bà, rồi các ông bố bà mẹ đã về gia đình phân tích, và cũng có những người con người em chưa hiểu, mà cũng nói chung các cái phần việc của xã hội cũng chưa hiểu được, thì có những tiếng nói của các cụ ông cụ bà hoặc bố mẹ chia sẻ phân tích động viên nói về lý đúng, thì tất cả mọi cái con cháu gia đình cũng nghe theo. Tôi thấy rằng một gia đình tốt, các cụ làm những công việc để trong gia đình ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, thì tất cả đó là tế bào của xã hội đều được tốt. Ngoài xã hội mà không tốt, gia đình không tốt thì chắc rằng ra xã hội cũng không được tốt. Cho nên bản thân tôi thấy hôm nay về dự cái buổi mà quốc tế hội người cao tuổi, tôi thấy có rất nhiều đổi mới. Tại vì tại sao tôi lại nói là đổi mới? Có những chương trình
cái tâm tư cái lúc trẻ là cụ hoạt động xây dựng các ngành, kể cả khi đất nước chiến tranh cụ đi bảo vệ Tổ quốc, nhưng khi già về cụ tham gia các tổ chức, khi nghỉ hưu cụ yếu về cụ làm thơ, cụ tặng cho những người yêu thơ yêu phong trào để tự nhân rộng các cái việc đó, để mình sẽ làm các cái việc thực tiễn trong đời, thì tôi thấy rất là phấn khởi. Cho nên hôm nay về dự với hội nghị hội cao tuổi, tôi muốn bộc bạch là phát biểu cái trào dâng phấn khởi, và cũng chúc cho hội nghị chúng ta càng ngày càng phấn khởi hơn, càng đi vào những tấm gương sáng và cây cao bóng cả để giáo dục con cháu và gia đình. Và bản thân mình càng hoàn thiện thì tất cả mọi người thân trong gia đình mình cũng được hoàn thiện. Đấy là tôi xin có những cái ý kiến, là mong mỏi của tôi cái sự phấn khởi hôm nay lên để phát biểu về đấy là cái cảm tưởng thôi, còn các cái sinh hoạt của hội phải đóng góp cái ý kiến để xây dựng hội, thì nó phải để cái cuối năm của chúng ta tổng kết thì đóng góp vào các cái phần xây dựng hoặc là các cái phần khác hơn. Hôm nay chỉ có mấy lời là thấy phấn khởi trào dâng và rất là vui mừng nghe lời ca tiếng hát, nghe tiếng thơ của cụ hơn 90, rất là phấn khởi. Cho nên là bản thân tôi cũng xin là ngâm một đoạn thơ, là vì là lớn lên và sinh ra là đều ở làng hát, nhất làng và nhất xã, và rất yêu thơ mà lại có những con sông, cho nên là tôi cũng xin ngâm một đoạn thơ là khúc sông quê. Thank you.
việc nào bà cũng tham gia, đi đầu thôn xóm bà là tấm gương. Bà ơi, cuộc sống đời thường mọi người trân trọng yêu thương quý bà. Xin hết ạ. Vâng ạ, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu và có những lời thơ để gửi tới hội nghị của chúng ta hôm nay. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ạ. Kính thưa hội nghị, rất vinh dự và tự hào cho hội người cao tuổi của chúng ta hôm nay được đón đồng chí Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi huyện Phúc Thọ. Và ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí lên bục sân khấu phát biểu ý kiến và có quà để tặng cho hội nghị chúng ta. Trân trọng kính mời ạ. Kính thưa các vị đại diện cho các ban ngành của xã Môn, kính thưa các vị lãnh đạo đại diện cho chi bộ đảng, thôn dân cư và các đoàn thể chính trị xã hội của thôn bảy chúng ta, và kính thưa toàn thể các cụ, các đại biểu về dự hội nghị hôm nay. Lời đầu tiên thì cho phép tôi thay mặt cho ban đại diện hội người cao tuổi huyện Phúc Thọ xin gửi tới toàn thể các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu, các cụ hội viên hội người cao tuổi của thôn bảy về dự hội nghị hôm nay một lời chào trân trọng và một lời kính chúc sức khỏe và chúc hội nghị thành công. Kính thưa các vị đại biểu, trước hết thì tôi muốn cảm nhận một chút về cái không khí ngày quốc tế người cao tuổi mà chi hội thôn bảy chúng ta đã tổ chức hôm nay, với một cái hội trường rất là rộng và với một cái lượng đại biểu rất là đông, với cái gương mặt rất là vui vẻ phấn khởi tại một cái nhà văn hóa của thôn chúng ta, thì chúng ta đã được nghe những các lời ca tiếng hát của các đại biểu người cao tuổi. Mặc dù là người cao tuổi nhưng vẫn thể hiện cái cuộc sống tinh thần rất là phấn chấn, rất là vui tươi, rất là hạnh phúc thì chúng ta mới có thể ca hát được. Đặc biệt là có những bài thơ của các đại biểu rất là hay, tự biên tự diễn. Một số bác, một số cụ là rất là cao tuổi nhưng vẫn sáng tác thơ để chúng ta thể hiện trong ngày hôm nay. Đặc biệt là có cái sự tham gia của rất nhiều các bác ở xa quê hương cũng đã về dự, rồi có quà mừng cái ngày truyền thống ngày quốc tế người cao tuổi hôm nay. Báo cáo với các đại biểu là đối với xã Hát Môn thì cũng nột là một trong những xã tôi được biết là đã được thực hiện cái chương trình nông thôn mới nâng cao cùng với Bắc Xuyên, không ạ? Do vậy là nó thể hiện ở cái cơ sở vật chất, cái quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống của dân dân chúng ta. Mặc dù chúng ta là nông thôn nhưng mà đời sống đang được đô thị hóa, rồi nhà nhà là như các cái lời thơ mà các đại biểu đã nêu trong buổi lễ hôm nay. Và qua cái ngày truyền thống của qua ôn lại cái kỷ niệm cái ngày quốc tế cao tuổi mà đồng chí chi hội trưởng đồng chí Minh đã trình bày ấy, thì chúng ta thấy rằng là thực tế người cao tuổi chúng ta mới chỉ có từ năm 91 vào thì chúng ta mới có ngày quốc tế người cao tuổi đến nay. Nhưng mà nếu là Việt Nam chúng ta thì cũng đến tất năm 1995 chúng ta mới có hội người cao tuổi. Tức là cái tuổi hội của chúng ta là trẻ, rất trẻ. Mặc dù là người thì già nhưng mà lại hội sinh ra rất là sáu. So với Đảng thì trẻ quá, so với đoàn cũng trẻ, so với thanh niên phụ nữ cũng trẻ, không ạ? Bởi vì chúng ta 95 chúng ta mới có hội người cao tuổi. Như vậy chúng ta mới có 29 tuổi bắt đầu thành lập năm 95. Thế thì thực ra là cái vấn đề này nó cũng có một cái tính lịch sử của nó, bởi vì trước đây cái tuổi thọ trung bình của chúng ta rất thấp. Sau khi nghiên cứu mà lịch sử ấy thì trước năm 45 là tuổi thọ trung bình chúng ta có khoảng 38 tuổi rồi. Trước năm 75 là 48. Và đến năm 90 là chúng ta mới chỉ có cập năm 960. Thế cho nên là chính mà luật thì quy định thì từ đủ 60 trở lên mới gọi là người cao tuổi, không ạ? Thế cho nên là chính vì thế bây giờ cái tuổi thọ tăng cao thì cái lực lượng cao tuổi mình nó đông đảo.
thì mới thành lập hội, đúng không ạ? Đấy là một, tôi cho rằng cái nguyên nhân đó là chính, chứ không phải là do đảng mình thiếu quan tâm. Đấy, phải không ạ? Đấy, thế thì cũng phải nói là như vậy. Và bây giờ hiện giờ là cả toàn quốc chúng ta là có khoảng 13 triệu người cao tuổi, tương đương khoảng độ hơn 13% là đã cái độ tuổi 60, đủ 60 trở lên. Và huyện chúng ta hiện nay là có khoảng 32.500 người cao tuổi từ đủ 60 trở lên. Nhưng hội viên của chúng ta thì lại có khoảng 34.000. Vì lý do là có những đại biểu chúng ta là hội viên nhưng là chỉ từ 55 đến dưới 60 theo điều lệ hội đấy. Mặc dù chưa phải là người cao tuổi theo luật, nhưng nếu chúng ta có nguyện vọng vào tổ chức hội, tán thành điều lệ hội thì cũng được kết nạp vào hội đấy, theo đúng cái điều lệ mà. Cho nên có một số các đại biểu nữ mà là, ta nếu là đại biểu nào là cán bộ công chức ấy, đúng không ạ? Theo luật cũ mà 55 là nghỉ hưu thì là về là có thể tham gia hội chúng ta vô tư. Đấy, bởi vì theo điều lệ hội thì lại từ đủ từ 55 đến dưới 60 vẫn được tham gia hội, vẫn là hội viên chính thức. Nhưng luật người cao tuổi thì quy định là từ đủ 60 trở lên mới là người cao tuổi. Đấy, thế cũng trao đổi nhân cái ngày quốc tế người cao tuổi thì chúng tôi cũng xin trao đổi một chút như vậy để chúng ta thấy rằng là cái đời sống của chúng ta rất cao. Toàn quốc chúng ta hiện nay đang tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi. 74,5 tuổi. Thế nếu mà các đồng chí, các đại biểu là nữ ấy, thì là khoảng 76, nam thì khoảng 73. Đấy là theo cái thống kê, nó không được tuyệt đối nhưng nó cũng là tương đối, nhưng vẫn thua Nhật Bản. Nhật Bản là bình quân của họ là 82 tuổi. 82 tuổi bình quân, thế đương nhiên là người trên 100 họ nhiều lắm. Chúng ta thì lác đác có người 100 thôi. Ví dụ cả huyện chúng ta hiện nay chỉ có khoảng hơn chục cụ là từ 100 trở lên, ít lắm. Còn 90 thì rất nhiều đấy. Ví dụ như vừa nãy là chúng ta có 12 cụ, còn đến đây nhận là chúng ta đã tuổi 90 trở lên thì rất nhiều rồi. Thế nhưng 100 trở lên thì nó sẽ rất là yếu. Thế cho nên là nhà nước chúng ta là cứ 100 trở lên là cứ tuổi nào cũng mừng, đúng không ạ? 101 lại mừng tiếp, 102 lại mừng tiếp, cứ mỗi năm là nếu còn sống là chúng ta mừng đại thọ. Đấy, thế cho nên cũng rất mong các cô, ông cũng như các cụ bà có mặt đây mà tuổi đã sắp xỉ 100 rồi thì cố gắng để chúng ta vươn trên 100 để hàng năm được nhận quà của đảng, quan tâm của đảng và nhà nước. Đấy là một những cái điều phấn khởi. Thế vào hôm nay thì cũng chúng tôi thấy rất là ý nghĩa là chi hội người cao tuổi có cái tổ chức để cũng là vì tháng này chúng ta gọi là tháng hành động, tháng 10 là tháng hành động về người cao tuổi, trong đó là cả một tháng luôn chứ không phải chỉ có ngày 1 tháng 10. Đấy, thế thì chúng ta lại làm được một cái việc là rất ý nghĩa, là chúng ta có cái tặng quà các đại biểu là khó khăn, là hội viên mà đặc biệt khó khăn, thế rồi là các ông bà lại từ tuổi 90 trở lên. Đấy, thế thì là nó rất là ý nghĩa, để cũng là mục đích để quan tâm chăm lo phát huy vai trò người cao tuổi. Mà bây giờ báo cáo với các đại biểu là tuổi cao là gương sáng, phải không ạ? Nêu cao cái gương sáng chứ trí tất nhiên là cố gắng để càng cao, nhưng bây giờ người ta khẩu hiệu người ta không nói trí cao nữa, mà tóm lại là tuổi cao thì phấn đấu để gương sáng. Thế còn ngày xưa thì chúng ta phấn đấu để tuổi cao trí càng cao. Thế nhưng thực tế thì chúng ta người già thì nó có hai cái yếu, là một là sức khỏe, hai là sự minh mẫn, bảo ạ, là nó sẽ giảm đi so với tuổi tác. Thế cho nên là chúng ta cố gắng để sống vui, sống khỏe. Đấy, tham gia văn nghệ như thể các đại biểu vừa nãy vừa nhảy dân vũ vừa múa hát trên sân khấu đấy, là cũng một hình thức để chúng ta rèn luyện sức khỏe, chứ không phải chúng ta dừng mỡ đâu ạ. Bây giờ nó là như vậy đấy. Ngày xưa mà thế thì bảo là sướng ca vô loài, nhưng bây giờ không phải thế. Như thế là chúng ta có một cái cuộc sống tinh thần rất là lành mạnh, chứ không phải là sướng qua vô loài như ngày xưa đâu. Các cụ ngày xưa là cậu rồi, thời phong kiến thì người ta bảo sướng qua vô loài thì chúng ta là thời đại Hồ Chí Minh, phải không ạ? Thế để chúng ta sống thật vui, thật khỏe, để có ích trước hết trong gia đình chúng ta hạnh phúc, vợ chồng, con cái, ông bà, cháu chắt là chúng ta đầm ấm yên vui, sau đó là làng quê chúng ta yên vui, đến đó là cả thôn, cả xã chúng ta, cả toàn quốc chúng ta, toàn huyện, toàn tỉnh, toàn quốc. Đấy, thì báo cáo đại biểu vậy. Thế về dự hôm nay thì lên phát biểu với các đại biểu, vì năm nay nó có một cái đặc thù, vừa đây có đồng chí chủ tịch hội, đồng chí Cương, tôi thấy vừa mới đến thì cũng nói là năm nay là Hát Môn là không tổ chức tập trung toàn xã, phải không ạ? Thế mà sẽ có một lý do gì đấy thì sẽ tổ chức ở các điểm là khu dân cư. Thế cho nên hôm nay là cũng
cũng vinh dự là cũng được đại diện là về được một thôn Đại Thoại chứ không để đi được hết các thôn. Thế thì cũng có một vài lời trao đổi với các đại biểu ở tại hội nghị này, và cũng xin trước khi dừng lời cũng xin được một lần nữa xin gửi tới thay mặt ban đại diện hội người cao tuổi huyện, xin gửi tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo của xã, của thôn và toàn thể các cụ, các đại biểu về dự hội nghị kỷ niệm ngày 1 tháng 10 hôm nay một lời chào trân trọng và một lời kính chúc để gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc, làng xóm thì yên vui, gia đình thì bình an, sống vui sống khỏe và sống để có ích cho chính gia đình và cả xã hội chúng ta. Xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Trần Viết Minh lên một sân khấu và ông Phó Chủ tịch sẽ có hoa và quà để tặng cho hội nghị của chúng ta. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ạ. Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng, kính thưa toàn thể hội nghị. Hội nghị của chúng ta hôm nay rất vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Công Khương, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Hát Môn. Vì thời gian nên đồng chí đã về muộn dự hội nghị chúng ta hôm nay. Đề nghị chủ hội nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Công Khương, Chủ tịch Hội người cao tuổi của xã lên phát biểu ý kiến chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời ạ. Kính thưa đồng chí Công Khương, có ba ngày là người cao tuổi phúc thọ, kính thưa hai người cao tuổi, kính thưa toàn thể hội nghị, được sự giới thiệu của ban tổ chức nên có một số những ý kiến như này. Thứ nhất là hôm nay là ngày mà chúng ta mừng, rất mừng, cho nên là cái chỉ đạo để vào cái dịp sơ kết. Thế còn ngày hôm nay chủ yếu là chúng ta mừng kỷ niệm cái ngày quốc tế người cao tuổi và cái tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Thế có lẽ lời đầu tiên xin được gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể các vị đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo, đặc biệt là đồng chí Ngô Mạnh Cường, hai giới các cụ có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Kính thưa toàn thể hội nghị, thực ra cũng như ý kiến của đồng chí Ngô Mạnh Cường, hội người cao tuổi của chúng ta như vậy là thành lập năm 1995. Tuy nhiên rằng như vậy là có thể nói như vậy là sau khi quốc tế Liên Hợp Quốc đã ra cái quyết định tức là lấy ngày 1 tháng 10 là ngày cao tuổi trên toàn thế giới. Hôm nay là kỷ niệm là trên toàn thế giới chứ không phải chỉ có riêng chúng ta. Thế thì có thể nói là sớm nhận ra điều đó thì chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta cũng lấy luôn cái tháng 10 là tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, tháng chăm sóc sức khỏe, ở chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi. Thì hôm nay chúng ta thấy rằng như vậy là cái sự quan tâm đó là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, chính phủ và như vậy là nhà nước của chúng ta. Thấy rằng như vậy là đối với người cao tuổi của chúng ta cũng rất cần. Chúng ta được biết rằng trong cái diễn văn hội nghị Diên Hồng thì chúng ta biết rằng như vậy là lãnh đạo của đất nước sớm nhận ra một kho tàng lịch sử, một kho tàng kinh nghiệm để xây dựng, đó chính là người cao tuổi. Thế và đến hiện nay những cái đóng góp của người cao tuổi cũng hết sức là chất lượng, giá trị. Và cũng có vài lần tôi được tham gia phát biểu tại ủy ban thì tôi có nói như thế này: tất cả mọi các hoạt động của địa phương đều có sự đóng góp rất chất lượng của người cao tuổi. Thể hiện như thế nào? Tất cả các cuộc họp tiếp xúc cử tri từ các thôn, cả cái thôn ta đó, tôi nói câu này có đúng hay không, cơ bản đều là người cao tuổi. Thế mà những ý kiến đóng góp cũng vẫn là người cao tuổi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng như vậy là cái sự đóng góp của chúng ta rất nhiều về ngoài cái chủ trương đường lối chính sách, cái
tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cái sự đóng góp của chúng ta cũng rất lớn. Thế và người cao tuổi nói chung thì những cái đóng góp như vậy thì chúng ta xứng đáng được hưởng những cái chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước, rất nhiều những cái chính sách an sinh xã hội, những cái chế độ chính sách đều được áp dụng, và cái đó như vậy là cái sự chăm sóc hướng tới người cao tuổi. Tôi nói như thế này, tức là chỉ nói đến thôn của chúng ta thôi, rà soát các cụ ở độ tuổi từ 70 cho đến 79 tuổi ở thôn của ta là chúng ta có 47 cụ. 47 cụ từ 70 cho đến 79 tuổi bắt đầu từ năm nay được hưởng chế độ bảo hiểm y tế không phải mua. Các vị thì nhân lên ạ. Mỗi cụ là 1.065.000 một năm thì phải. Mà nhân với số tiền như vậy thì nó là bao nhiêu? Thế và bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 và mùng 1 tháng 7 năm 2025, các cụ ở độ tuổi từ 75 tuổi đổ lên đến 79 sẽ được hưởng chế độ an sinh xã hội là 500.000 đồng một tháng. Đây là sự quan tâm rất đặc biệt của Đảng, Nhà nước. Cho nên là thấy rằng thế rồi, như vậy là những cái chế độ thăm khám chữa bệnh, các cái chính sách, nói chung là chúng ta cũng thường là bây giờ kể để ra thì nó cũng nhiều mà. Thế còn đối với địa phương của chúng ta như kiến đồng chí Cường thì Ngô Đình Cường là cũng đã nói rồi, cũng phải nói rằng như vậy là những cái đóng góp của các cụ rất là lớn. Và lúc nãy đồng chí Cường có nói là cả huyện mình là có đâu 12 cụ 100 tuổi. Mình xin khoe cái đồng chí Cường rằng như vậy là Tết này là Hạ Môn có 6 cụ già 100, một cụ 105 tuổi và một cụ 102 tuổi. Như vậy riêng Hạ Môn đã có 8 cụ 100 Tết này. Như vậy là các cụ có thể nói là được hưởng cái tuổi già rất là nhiều. Cho nên là có thể nói rằng thế rồi, như vậy là gì, với cái tinh thần chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi là chính quyền địa phương chăm lo rất tốt, đúng mừng bữa Tết hàng năm thì ở các thôn, tức là cái sự chỉ đạo của Đảng ủy ban thì chúng ta tổ chức mừng thọ cho các cụ tại thôn. Thế mà tại đây thì chúng ta mới thấy vấn đề những lời chúc tốt đẹp, những lời ca tiếng hát và những phần quà mặc dù giá trị không cao nhưng mang tính nhân văn cực lớn. Rất nhiều nhà mạnh thường quân đã gửi cái quỹ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi để động viên các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích. Thì phải nói rằng những cái dịp này thì chúng ta mới thấy được rằng như vậy là rất nhiều bà con các mạnh thường quân đã có cái tấm lòng để như vậy là tri ân tới người cao tuổi. Kính thưa toàn thể các cụ, vì là ngày vui mà, cho nên là cũng không có tham vọng nên là nói nhiều. Thì một lần nữa là xin được gửi lời kính chúc sức khỏe tới hai nơi các cụ. Kính chúc các đồng chí, các lãnh đạo, các vị lãnh đạo cao cấp hôm nay tôi kính thưa các cụ chị, đây là luôn luôn có một sức khỏe dồi dào và gia đình thì người là hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn đơn vị ạ. Và hội người cao tuổi của xã thì có một chút quà nho nhỏ để mừng vào cái ngày quốc tế người cao tuổi và tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam của thôn Bạch. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin trân trọng kính mời ông Trần Viết Minh, chủ tịch hội người cao tuổi bên Nhật Hòa. Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng, kính thưa toàn thể hội nghị, để tiếp theo chương trình là ý kiến phát biểu của các ông bà ở thôn là xa quê hôm nay cũng có thể dự với thôn của chúng ta như
phần đầu tôi đã giới thiệu, vậy đại diện của một vị mà lên phát biểu ý kiến và có quà tặng cho hội nghị chúng ta, xin trân trọng kính mời. Và ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Phạm Thái lên tâm sự đôi lời và có hoa và quà để tặng cho hội nghị. Xin trân trọng kính mời ạ. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, chi hội người cao tuổi thôn Bảy, xã Hát Môn, thật là xúc động hôm nay tôi cùng ông Kim Văn Phát và ông Bá Minh Tuấn là những người con thôn Bảy xa quê đã được mời về dự kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi và giao lưu với các cụ, các ông, các bà và các vị khách quý. Lời đầu tiên thay mặt cho anh em những người con Hát Môn ở Hà Đông xin kính chúc sức khỏe tới các cụ, các ông, các bà và các quý vị khách quý. Lời chúc gia đình an khang, hạnh phúc. Kính thưa các quý vị khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, ở bến sông này cách đây 50 năm, tôi là người con ngay cách bến sông này có mấy mét thôi, tôi đã rời quê hương và ra đi. Hôm nay rất là xúc động được hội người cao tuổi của thôn Bảy người về dự buổi gặp mặt hôm nay. Tôi rất là xúc động. Có bài hát đã nói nơi bền lâu là nơi lặng sâu. Tôi hiện nay tôi đã nghỉ hưu và là hội trưởng hội đồng hương Hát Môn ở khu vực Hà Đông. Bao giờ chúng tôi cũng nói quê hương là chủ thế phò, tất cả chúng ta đi xa nhớ về quê hương, rất tự hào về quê hương. Hôm nay về dự cái buổi giao lưu hôm nay, thay mặt cho ba anh em của khu vực Hà Đông, tôi có cảm tưởng có hai bài thơ ngắn để gửi kính chúc tới sức khỏe tới các quý vị khách quý cùng các cụ công các bà. Bài đầu tiên là bài nợ với quê. Ở xa tôi vẫn nhớ về quê ơi, tôi đã nợ quê quá nhiều. Nợ mẹ lam lũ sớm chiều, năm căn thao thức câu kiểu nỉ non. Một đời của mẹ héo hon, bạc phơ mái tóc mẹ còn luôn tay. Nợ cha hôm sớm đường cày, mồ hôi thánh thoát tuổi ngày chưa xong. Nợ quá khứ, nợ cha ông, nợ người đã trận mãi không trở về. Nợ bao người chị miền quê, đảm đang chung thủy hội về ngọt xuôi. Tôi nợ nhiều quá quê ơi, dẫu ta một kiếp nợ đời vẫn nguyên. Và thứ hai là nhớ dòng sông quê hương. Báo cáo với các quý vị là sáng nay ngồi trên xe nhớ đến là còn một tuần nữa là ngày 4 tháng 9 là ngày kỷ niệm ngày giải nghĩa của Hà Văn Trung, thì tôi có mấy dòng này để kính tặng các quý vị đại biểu cùng các cụ công các bà. Nhớ dòng sông quê hương, hôm nay về đến Hát Môn, nhớ dòng sông hát sóng cồn năm xưa, và nghe tiếng hát đỏ mưa, quân giao thắng trận trưng vương oai hùng. Xa quê nhớ lắm dòng sông, bước chân chân nhỏ vẫn mong về nhà. Nhớ từng cánh lá cây đa, nhớ cửa sông hát nhà ta soi mình. Nhớ thời tuổi nhỏ thả diều, đêm trăng hóng mát trên cầu đá đen. Xa xa thoáng thoảng hương sen, hương thêm đồng nội vượt miền yêu quê. 50 năm ấy đâu gì, tạm biệt quê mẹ ta đi ngoài biển. 50 năm bạn có biết không, biết bao thay đổi bên dòng hát ra. Xin cảm ơn. Và thay mặt cho ba anh em tôi và đông là có giỏ ba có người lời chúc sức khỏe tới chi hội người cao tuổi thôn Bảy sát luôn, và kính chúc hội luôn mạnh khỏe và đóng góp cho thôn Bảy và sát luôn ngày càng phát triển ạ. Vâng, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Trần Đức Minh lên sân khấu để nhận hoa và quà của bốn vị khách ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời. Vâng, thay mặt ban
Trước tiên xin được lời kính chào và kính chúc sức khỏe toàn thể các quý vị đại biểu, kính chúc các cụ, các ông, các bà trong hội nghị một sức khỏe gia đình hạnh phúc ạ. Thank you.
Chúng ta đã biết
trên địa bàn xã của chúng ta đã và đang được đầu tư rất nhiều hạng mục công trình. Sắp tới đây là nhà văn hóa trung tâm là sẽ được khánh thành đưa vào sử dụng, và song song với đó là một loạt các dự án, ví dụ như là kè đầm hồ ao của thôn 2 và thôn 3 ta đi đã thấy, và tiếp tới là cái hệ thống giao thông của đông cũng như bãi. Rồi thôn thì chúng ta báo cáo với toàn thể các quý vị đại biểu là chúng ta là hiện tại là tuyến đường từ cống cạnh đến đồng đường trên là chúng ta đang được đơn vị thi công, rồi đại diện chủ đầu tư đang tiến hành là san gạt rồi xây kè ở tuyến giữa giáp ranh những thôn 7 và thôn 10, và tới đây chúng ta tiếp tục các hệ thống đường giao thông ở đông cũng như ở bãi là chúng ta được đầu tư nâng cấp. Chính vì vậy mà tại hội nghị hôm nay thì muốn cho hội nghị là chúng ta về chúng ta tuyên truyền nhắc nhở đến các con các cháu là khi ra đồng ra bãi chúng ta làm, chúng ta thu hoạch cây cối hoa màu, chúng ta sau phế phẩm của nông nghiệp là chúng ta không được bay lên đường bê tông. Đấy. Ví dụ như ở bãi này là không có giả ngô rồi giả đỗ vân 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 cỏ làm được không được đổ đường bê tông, đó là việc ở bãi ở đông như thế. Để chúng ta là bốc cùn là chúng ta đắp lên cơ là nhìn rất bất mỹ quan, nhà nước đầu tư rất khang trang. Rồi chúng ta là tại hôm nay là về cơ bản là mỗi hộ gia đình là chúng ta có một người đi dự, có gia đình tôi nhìn thấy là có từ 2 đến 3 người đi dự. Đề nghị chúng ta là có thể là một số gia đình chúng ta không đi, đề nghị các cụ ông bà về chúng ta sang ta đến các hộ gia đình khác để chúng ta tuyên truyền vận động nhân dân để chúng ta chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, giữ gìn đường làng ngõ xóm sạch 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 đẹp an toàn. Song song với đó là chúng ta cũng tổ chức chỉnh trang ở trong đường trong khu dân cư. Trên địa bàn thôn của chúng ta là có 3 tuyến đường chính, thì 2 tuyến đường đã được đổ áp phan rồi, thì đề nghị các cụ là chúng ta về là tuyên truyền con cháu là sáng ra là chúng ta là cầm cái chổi chúng ta quét lá rơi dọc đường, có thể chó thả rông là chúng ta cũng phải tuyên truyền nhắc nhở đến các con các cháu. Và đặc biệt là tuyến đường 12 là chúng ta là lựa chọn tuyến đường kiểu mẫu, và tuyến đường số 10 là tuyến đường giao cho hội cựu chiến binh là tự quản, rất nhiều đoàn kiểm tra đến đã kiểm tra rồi, tuy nhiên thì chúng ta cũng phải tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để chúng ta chỉnh trang để làm sao mà chúng ta từ nay cuối năm để chúng ta có những nông thôn mới kiểu mẫu. Điểm thứ hai, cái điểm thứ ba nữa là ngoài việc song song việc đó là chúng ta là tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể nhân dân, và đặc biệt là các cụ hôm nay ngồi ở đây và các đại biểu ngồi ở đây, là chúng ta quan tâm đến công tác phòng dịch sốt xuất huyết. Điểm của thôn 7 vẫn là điểm nóng về công tác phòng dịch sốt xuất huyết, đề nghị các quý vị đại biểu các cụ là chúng ta là quan tâm. Đấy, ví dụ một người của chúng ta có bị sốt xuất huyết là đi viện là kiểu gì phải 1-2 người đi kèm theo trông nom, mà trông nom không phải là 1-2 ngày mới được về đâu, ít nhất phải là từ 7 đến 12 ngày mới được về. Đấy là theo chế độ bảo hiểm. Lên đấy thôi là được ăn dưỡng rồi đấy. Mà nó bệnh các cụ bây giờ là đa phần là có bệnh nền rất nguy hiểm. Đấy là chính vì vậy mà đề nghị là sau hội nghị của ngày hôm nay là buổi chiều đề nghị là các cụ về tuyên truyền vận động đến con cháu là kiểm tra các dụng cụ chứa nước mưa, nước đọng, dọn vệ sinh môi trường. Cứ một tuần chúng ta bỏ ra mỗi gia đình chỉ cần từ 10 đến 15 phút là bao quát được hết, bởi vì chúng ta quan tâm. Và một cái việc nữa là cũng hết sức quan trọng là cũng trong sang tuần tới là địa phương của chúng ta cũng cùng với các di tích là tổ chức lễ kỷ niệm như hàng năm chúng ta tổ chức là ngày 4/9, thì trên tinh thần là báo cáo với toàn thể hội nghị là năm nay là chúng ta vẫn tổ chức lễ hội là 3 ngày, mùng 2, mùng 3 và mùng 4.
tức là ngày thứ 6, thứ 7 của chủ nhật của tuần tới. Hôm nay là chủ nhật rồi. Đấy, còn mấy ngày nữa là tới. Thì thôn Tân Lư của chúng ta là rất vinh dự được xã là cũng chọn cái địa điểm mượn cái nhà văn hóa của chúng ta ở đây để tổ chức duyệt văn nghệ vào tối ngày 29 tháng 8 âm lịch. Tức là hôm nay là 27 rồi, còn 2 hôm nữa. Đấy, thì tối hôm đó là cũng thôn của chúng ta là cũng đóng góp 2 tiết mục để nhằm tới hội nghị tổ chức lễ hội vào sáng ngày mùng 3. Đấy, đề nghị các cụ ông bà chúng ta bớt chút thời gian đấy về dự để cũng là cổ vũ cho đội nhà rồi như thế là các đội khác là mượn cái nhà văn hóa địa điểm của chúng ta để tổ chức duyệt và cũng như thế là chương trình biểu diễn. Chúng tôi thông báo để các cụ là bớt chút thời gian đi cổ vũ động viên tinh thần cho phong trào văn hóa văn nghệ của thôn, và đặc biệt là buổi chiều ngày mùng 2, tức là chiều thứ 6 của tuần tới này, nay là chủ nhật rồi, là thôn dân cư chúng ta tổ chức rước lễ về đêm. Đấy, tôi xin thông báo là 15 giờ 15 là chúng ta xuất phát. Đấy, chính vì vậy cũng thay mặt cho lãnh đạo thôn dân cư xin trân trọng kính mời các cụ con ông bà chúng ta bớt chút thời gian để về cùng với cán bộ và nhân dân của thôn đi tổ chức rước lễ dân lên 23 đảm bảo trang trọng. Đấy là trân trọng kính mời. Và một cái nhiệm vụ trọng tâm cũng là từ nay đến cuối năm và đến đầu năm, thì này cũng trong cái báo cáo như là phần khai mạc của đồng chí chi bộ trưởng ấy cũng chưa thấy rõ là báo cáo toàn thể hội nghị là năm nay năm 2025 là thôn dân cư chúng ta là có 18 cụ là gia thọ tuổi từ 70, 75, 80, 85, 90 và 95. Đấy, thì cũng đề nghị đồng chí chi bộ trưởng cùng với các đồng chí trong ban chấp hành chúng ta rà soát, chúng ta kiểm tra, tránh tình trạng mà để có thể là để quên một cụ nào đấy, tránh tình trạng để quên một cụ tùy thân. Đấy là chúng ta phải rà soát kỹ, chúng ta có thể là liên hệ với số đồng chí kính quản lý về nhân hộ khẩu và đặc biệt là các cụ về chúng ta kiểm tra cái căn cước của chúng ta. Đấy, cứ theo án theo hồ sơ là chúng ta về chúng ta kiểm tra căn cước xem nào cứ sinh ngày mùng 1 tháng 1 của năm 2025 mà rơi vào cái tuổi chắc, ví dụ 70, 75, 80, 85, 90, 95 là chúng ta báo ngay cho đồng chí Minh để báo cáo vào trong một người cao tuổi của xã để chúng ta tổ chức họ mình hỏi các cô. Thì thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo thôn dân cư một lần nữa chúng ta xin được kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các cụ một lời kính chúc sức khỏe, chúc lễ kỷ niệm của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, hội nghị của chúng ta hôm nay lại rất vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Đình Trường, nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân xã An Môn, nay là chủ tịch ủy ban nhân dân xã Vân Nam, đã bớt chút thời gian về để dự hội nghị chúng ta. Đồng chí cũng có hoa và quà để chúc mừng cho hội nghị. Ban tổ chức xin một tràng pháo tay thật to để cảm ơn đồng chí ạ. Và xin trân trọng kính mời đồng chí. Và ban tổ chức cũng trân trọng kính mời ông Đặng Văn Bình, giám đốc công ty Huy Hùng. Ông không có thời gian về dự giờ đây, ông mới về rồi ạ. Và cũng có hoa và quà để tặng hội nghị chúng ta. Xin một tràng pháo tay để trân trọng cảm ơn ạ. Vâng, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Trần Viết Minh lên sân khấu để nhận hoa và quà. Vâng ạ. Và ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đồng chí ạ. Vâng ạ.
Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức sẽ chuyển sang phần tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các vị lãnh đạo ạ. Và ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Trần Viết Minh lên tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí ạ. Thưa các cô, các bà, các người cao tuổi thân bệnh, thưa các vị đại biểu quốc nghị, toàn thể quốc nghị, hôm nay chiêu người cao tuổi tổ chức hội kỷ niệm 34 năm ngày thành lập hội cao tuổi. Qua ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo từ huyện, xã, thôn, tôi thay mặt cho người cao tuổi của thôn xin ý kiến đóng góp của các đại biểu của các cụ công bà chúng tôi và cố gắng làm sao để thực hiện được các cái nhiệm vụ còn mấy tháng cuối năm, 3 tháng cuối năm nữa để làm sao đưa cái chiêu để các bảy chúng ta tổ chức được các vị được cấp làm sao làm để chiêu ta càng ngày càng phát triển. Và xin chân thành cảm ơn đồng chí đã về dự với thôn bảy, xin chân thành cảm ơn. Cho nên tôi có cáo các cụ này với tôi, nhưng mà cũng là người con của thôn bảy, nhưng mà xa quê cũng gần 50 năm, từ năm 76 là tôi đã xa quê nên trở về, cũng là rất vinh dự là được các cụ các ông bà trong thôn là tín nhiệm, làm cái trách nhiệm để cùng với các cụ các ông bà trong thôn tuổi. Nay nó thật là được hữu như này là tôi rất phấn khởi, cũng được tất cả các đồng chí lãnh đạo từ chính quyền, từ xã, từ bạn bè của quê hương thôn người dân, tôi xin chân thành là gửi tới các cụ một bài hát về quê.
cảm ơn tất cả các cô và các bạn. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ông Minh đã gửi tới hội nghị chúng ta bài hát ạ. Và kính thưa toàn thể hội nghị chúng ta rất vinh dự lại được đón đồng chí Đặng Văn Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hát Môn đã về dự hội nghị chúng ta. Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng, kính thưa hội nghị, sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng cao, buổi lễ kỷ niệm 34 năm Ngày Quốc tế Hội Người Cao Tuổi và Tháng Hành động vì Người Cao Tuổi Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu, khách, các ông bà, đại diện cho các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội đã về sự đông đủ. Hội nghị của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Trước khi kết thúc, hội nghị chúng ta hãy đứng lên làm lễ bế mạc. Nhìn cơ trao Hãy subscribe.